Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Song Phụng nha. Sẽ có một số bông trang quý anh chị em, cây phôi nuôi bonsai ha, và một số trang cây tàn muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Phụng. Dạ chào Pháp Thái, chào tất cả cô chú anh chị đang xem clip ạ. Thì hôm nay bên nhà vườn em có về một số hoa trang cũng đủ loại ha, đa dạng cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thì cuối clip cũng có một số cây bonsai muốn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giao lưu với cô chú anh chị mình qua số điện thoại là 0379420059 cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã tham khảo và ủng hộ clip em vừa rồi ha. Vô cây số 1 là một cây trang tàu. Cây này nó lên 3 màu luôn quý anh chị. Cây này có 3 màu nha. Tàu hường nè, tàu vàng nè. Bên đây có một cái bông tàu đỏ luôn. Cây cao cho mình là 67. Tán ngang là 83. Thấp hơn cây này được 26 ha. Hoành là hoành chính nha. Dạ, mã số 1 này em xin giao lưu là 250k ha. Bỏ phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Bông tàu này rất là đẹp ha cô chú anh chị. Số 2 là cây tàu vàng ha. Cây cao cho mình là 63. Tán ngang là 73. Hấp hơn cây này được 30 ha. Hoành là hoành chính luôn ạ. Dạ, mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha. Bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Số 3, cái này thì chân dài hả cô chú anh chị. Tàu vàng luôn, cây cao cho mình là 84 ha. Tán ngang là 48. Khó khăn cây này được 53 ha. Dạ, hoành 7 hả cô chú anh chị. Dạ, mã số 3 này cũng xin giao luôn là 250k luôn ha. Bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Kẹo búp chân của anh chị. Đây này kẹo búp luôn. Số 4, tàu hường hả cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 74. Tán ngang là 60. Hấp hăng cây này được 35 ha. Hoành em đo được là hoành chính luôn ạ. Dạ. Mã số 4 em cũng xin giao lưu là 250k luôn ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Số 5 là một cây tàu đỏ nha. Cây này có một cái bông nỏ nằm nứt trong đây nè cô chú anh chị. Cây này tầm khoảng 4-5 ngày nữa quý anh chị em. Không còn sót cái đọt nào trơn. Kẹo búp luôn á. Cây cao cho mình là 74 ha. Tán ngang là 62. Hấp hơn cây này là 34. Hoành là hoành 7 ha. Dạ mã số 6 này em cũng mã số 5 em cũng xin giao lưu là 250k luôn ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Form tròn cho cô chú anh chị. Số 6 là một cây hồng phấn siêu bông ha. Cây cao cho mình là 79. Tán ngang là 72. Khó khăn được 26. Hoành là hoành 11 ạ. Dạ, mã số 6 này em cũng xin giao lưu là 250k luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị ha. Phồng tròn kẹo búp anh chị. Bánh ha cô chú anh chị. Số 7 là một cây phụng hoàng cam. Cây cao cho mình là 80. Tán ngang là 54 ạ. Khó khăn cái này được 43. Hoành này chắc hoành 6 ạ. Dạ hoành 6 cô chú anh chị. Và mã số 7 thì em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Số 8 là một cây tàu đỏ ha. Phải nói cái form rất là tròn. Form tròn do luôn cô chú anh chị. Tròn quay luôn. Cây cao cho mình là 85. Tán ngang là 59. Thoát thân cây này được 30 ha. Hoành là hoành chính luôn ạ. Và mã số 8 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Số 9 là một cây, để lên luôn đi. Là một cây hồng phấn lá sắn ha. Cây này đang bông cô chú anh chị. Hàng thần ha. Cây cao cho mình là 83. Tán ngang là 75. Toàn tròn xoe không chị em. Khó khăn cây này được 30 ha. Cây này rất là già cây ha cô chú anh chị. Hoành là 16,5 em tính 16 rồi ha. Và số 9 này em cũng xin giao lưu là 350 ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Số 10 là một cây thái đỏ ha. Cây này rất là già quý anh chị em. Cây này rất là già cây luôn rồi. Cây cao cho mình là 1m08 ha. Tán ngang của cây này là 83. Hàng này hàng thần ha cô chú anh chị. Và hoành là 21 hoành ha. 21 hoành. Dạ rồi. Mã số 10 này em cũng xin giao lưu là 500k luôn. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Nặng lắm nha cô chú anh chị. 11 là một cây Mỹ Hồng ha. Mỹ Hồng này cũng hàng thần nha cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m05.
tán ngang là 73. Thoát thân cây này là 47 ha. Hoành là hoành 12 nha. Dạ, 11 em cũng xin giao luôn là 250 luôn ha. Bao phí ship về thẳng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 12 cũng là hồng phấn lá sắn luôn. Cây cao cho mình là 90. Tán ngang là 56. Thoát thân cây này được 20 ha. Cây rất là già cây ha. Hoành 16 luôn ha cô chú anh chị. Dạ, 12 em cũng xin giao luôn là 300k ha. Bao phí ship về thẳng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 14. À, một cây hồng phấn phất tím, hồng phấn phất tím chân một dài cốt. Cô chú anh chị, cây cao cho mình là 1m30, tán ngang cây này là 70, thoát thân cây này được 60 ha, hoành là hoành 12 ạ. Dạ 13 này em cũng xin giao lưu là 350 luôn ha, bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình. Nhìn cái form xuống nhìn em. 14 thái vàng cô chú anh chị, một cốt thoát thân của anh chị em. Một cốt thoát thân. Cây cao cho mình là 1m02. Tán ngang là 66. Thoát thân cây này được 50 ha. Hoành là hoành 14. Cây này củ đế nở của chú anh chị. Dạ, 14 em cũng xin giao lưu là 300k luôn ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Thái vàng nha. Chiến lửa nha. 15 là một cây tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu. Hàng này hàng ghép nha cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m04 ha. Tán ngang của cây này là 86. Thoát thân cây này được 40 ha. Ghép thân của anh chị em. Cây này ghép thân ạ. À. Dạ quanh 11 ạ. À. Dạ rồi, mã 14 này cũng xin giao lưu là 300 luôn ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị. Ô mã 15. 300, bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị ha. 16, mỹ cam cô chú anh chị. Form rất là đẹp nha. Cây cao cho mình là 1m03 ha. Tán ngang cây này là 82. Thoát thân cây này được 53. Thân thẳng như cây cơ của chú anh chị. Hoành 12 ha. Dạ rồi, 16 này em cũng xin giao lưu là 250k. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 17 là một cây vàng Pháp. Rực cỡ bông của anh chị em. Cây cao cho mình là 1m26. Tán ngang của cây này là 95. Thoát thân của cây này là 70. Chân dài của chú anh chị ơi. Dạ hoành là hoành 8 nha. Dạ mã 17 này cũng xin giao lưu là 300 luôn ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Đó, hết không? 19. Một cây mỹ cam 10, kẹo nụ của anh chị. 18. Mỹ cam. Không còn sót cái đọt nào à. Đang full búp luôn cô chú anh chị. Cây này về nở ra đẹp lắm ha. Cây cao cho mình là 1m13. Tán ngang là 90. Thoát thân cây này là 40 ạ. Hoành em đo được là hoành 12 ha. Dạ 18 em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha. Bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị luôn. 19 là một cây hoàng kim đỏ. Cây cao cho mình là 1m04. Thoát thân cây này được 90 ạ. Dòng này cánh hoa rất là đẹp không chị em. Cánh nó bầu quá. Tán ngang 90, thoát thân là 50 nha cô chú anh chị. Em nói lộn. Hoành là hoành 11 ha. Dạ, mã 19 em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Form tròn xe hả cô chú anh chị. 20 là một cây hái đỏ ha. Ừ, cái form này nó như cái trái banh luôn cô chú anh chị ơi. Quá đẹp. Tròn quay. Cây cao cho mình là 83. Tán ngang cây này là 96. Cây này thoát thân được 16 cm ha. Hoành là 15 hoành. Dạ, mã 20 này cũng xin giao lưu là 500k ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi ơi, cái form nó rất là đẹp nha. 16. Ủa, 21. Lộn. Là một cây tàu vàng. Chân dài nha. Cái cao cho mình là 1m04 ha. Quá búp luôn anh chị em. Tán ngang là 68. Thoát thân được 60. Hoành là hoành 8 ạ. À. Dạ 21 em cũng xin giao luôn là 250 luôn. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình xem ạ. À. Kẹo búp hết trơn ha. Rồi cái form rất là đẹp nha. 22 Phụng Hoàng Cam. Cái cao cho mình là 71. Tán ngang là 60. Thoát thân cây này được 35 ha. Hoành là hoành 8.
Dạ 22 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha. Bảo phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 23 là một cây tím sen Vĩnh Châu hàng ghép ha cô chú anh chị ơi. Dạ, cây cao cho mình là 1m14 ạ. Full bông bên chị em. Full bông luôn. Tán ngang cây này được 80. Này ghép ngang thân cái đợt đầu á. Dạ, khó khăn cây này được 23. Bao ghép là liền luôn ha cô chú anh chị. Hoành là hoành chính ha. Dạ, 22 này em cũng xin giao lưu là 300k, bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 23. Ở 24 là một cây tàu đỏ. Tàu đỏ. Cây cao cho mình là 96. Dòng này siêu bông quý anh chị em. Tán ngang là 63. Khó khăn cây này là 52 ha. Hoành là hoành 8 ạ. Dạ 24 này cũng xin giao lưu là 250 luôn ha, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 25 trang sen hàng sắp đế của chú anh chị, đế đều luôn ha. Cây này đang bông ha. Cây cao lên tới đây cho mình là 33. Tán ngang là 23 ha. Hoành là 17 hoành ha. Dạ 25 này em cũng xin giao lưu là 250k luôn, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 26. Này về quý anh chị em mình chỉ cần đánh dây vô thôi. Dạ. Cây này em đo tới đây thôi ha, là 23 ha. Tán ngang là 18. Sen Nhật. Dạ, sen Nhật. Hoành là hoành 17 ha, sắp đế ha cô chú anh chị. Đế trải 24 giờ quý anh chị em. Đây. Dạ 26 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 27 thái đỏ ha, cây này đang búp ha cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 38, tán ngang là 28 ạ. Hoành là 24. Dạ 27 này em xin giao lưu là 350 ha, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú ha. Cây nổi gân cốc luôn. 28 là thái vàng ha. Này không cho cái bông nào demo luôn cô chú anh chị. Cây cao là 27 ạ. Tán ngang là 18 ạ. Cây này củ đế nở nha. Hoành là hoành 18 ha. Dạ 28 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha, bao phí ship và tặng nhà. 29 là một cây thái đỏ nha. Cây cao cho mình là 25, tán ngang là 20. Cây này lên form rồi ha. Về là ra bông là chơi được rồi cô chú. Hoành là hoành 22 ha. Dạ 29 em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha, bao phí ship và tặng nhà luôn. 30 thái đỏ ạ. Cây cao cho mình là 30, tán ngang là 19. Hoành là hoành 18 ạ. Dạ 30 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha, bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 31 cũng là thái vàng ha. Cây cao cho mình 25, tán ngang 18. Hoành cây này được 16 ha. Dạ 31 em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha, bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị luôn. 32 cũng là thái vàng luôn ạ. Cây cao cho mình là 34. Hoành là hoành 17 ha. Dạ 32 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 33. Cây cao cho mình là 34 ha. Hoành em đo được vị trí này là 24 hoành. Dạ, dạ lên da me luôn quý chị. Dạ chị. Lên da me luôn. Dạ 33 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 34 thái đỏ thăng lắc cô chú anh chị. Cây này cao cho mình là 40. Tán ngang là 18 ha. Hoành em đo được vị trí này là 12. Nó còn cái cũ ở dưới nha cô chú anh chị. Hàng này là có cũ nha. Dạ 34 này cũng xin giao lưu là 250 luôn ha, bao phí ship thì tặng nhà luôn. 35. Cái này đọc không? Có cái bông hả? Là có cái bông. Bông này bông thiệt nha. Cái cao cho mình 28 ạ. Hoành là hoành 13 nha. Thì lên cái bông đọc luôn. Dạ 35 này cũng xin giao lưu là 250 ha, bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. 36 phôi dâu tầm măng nha cô chú anh chị, đang lên búp cho mình nha. Cây này ra búp là ra bông nha, cây này ra đọt là ra bông. Cây cao cho mình là 37, tán ngang qua đây là 34 ha. Tổng nguyên cái hoành này em đo được là 56. Dạ 36 này cũng xin giao lưu là 300k, bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Nhìn rất là cổ anh chị, có những cái bọng lũa ha. Dạ, bọng lũa. 36, tại loại này là nó lũa ha. Đội này mà lên búp dài dài xíu là nó ra bông luôn á cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 36 ha. Tổng nguyên cái hoành này là 35. Đây.
Dạ 37 thì em cũng xin giao lưu là 300k ha, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 38 là một cây linh sam 86 nha. Một cốt, cây cao cho mình là 43. Tán ngang 40. Hoành em đo được vị trí này là hoành 8 ha. Tổng đế này là 31. Cây 38 giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k ha, bao phí ship, đi luôn cái chậu nha cô chú anh chị. 39 là một cây sam hương cẩm thạch, một cốt cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 74, định hình cho mình nước dây đầu tiên này ha. Tán ngang 40. Hoành em đo được vị trí này là 24 ha. Tổng cái cụ đế là 35. Dạ, 39 em cũng xin giao lưu là 450k ha, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Lá rất là đẹp luôn chị em. Sam hương cẩm thạch. Cây zin nha cô chú anh chị. 40. À, vàng ta lá trung. Cây này lên mầm cho mình là về có thể ghép hoặc là chơi cây chơi nguyên thủy luôn ha. Cây cao là 35. Tán ngang 32. Nguyên cục thịt nạc luôn chị em. Hoành là 30 hoành nha. Cái phôi này độ tuổi tầm khoảng 5-7 năm của anh chị em. Tổng cái cục đế này em đo được là 60 nha. Em đo ở trong đây thôi nha, nó ra tới nguyện bầu luôn nè cô chú anh chị. Dạ 40 này em cũng xin giao lưu là 400k nha, bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình ha. Phôi lên mầm sống khỏe rồi à. 41 cũng là vàng ta lá trung luôn. Cái cao cho mình là 35. Tán ngang là 36. Hoành em đo được ngay vị trí này là 23. Cây này hoành tổng nguyên cái bệ đế này là 70 ha, ra tới mặt bầu luôn ha cô chú anh chị. Dạ 41 em cũng xin giao lưu là 400k, hẹn em bao phí ship cho tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem ủng hộ em ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, phần em Song Phụng nha.